truyền âm của lữ thiếu khanh vừa dứt hắn khoanh tay lại lạnh lùng nói chờ đi nàng sẽ đến nhanh thôi kẻ tự xưng là tu sĩ ma tộc của miêu gia nhìn chằm chằm vào lữ thiếu khanh sau một lúc hắn lại lên tiếng ngươi thật sự quen biết tiểu thư nhà ta vớ vẩn lữ thiếu khanh khinh bỉ ta đã nói rồi tu sĩ cấp thấp đừng xen vào chuyện của cấp trên chẳng có lợi cho người đâu giết hắn đi tu sĩ ma tộc không nhịn được nữa hét lên giết hắn kẻ đã hại chết kiếm trần đại nhân các bà huy đứng bên cạnh cười lạnh đến lúc này còn dám kiêu ngạo muốn chết sao ngươi thật nghĩ mình quen biết Miêu Á đại nhân sao? Tuy nhiên, ngay lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, ngươi muốn giết ai? Sau đó, một thiếu nữ xuất hiện nhẹ nhàng, làn da nâu, mang theo vài phần hoang dã, nàng nhìn lạnh lùng vào tộc nhân của mình, khiến tu sĩ Nguyên Anh kia cúi đầu, "Tiểu thư, người vừa tới chính là Miêu Á của ma tộc." Nàng cúi chào Lữ Thiếu Khanh, "Công tử, đã lâu không gặp." Giang Kỳ đứng bên cạnh tròn mắt kinh ngạc, nàng chợt nhớ lại lời Lữ Thiếu Khanh từng nói với nàng, "Ta có người bên ma tộc, tưởng là khoác lác, không ngờ lại là thật." Doãn Kỳ không phải người tò mò, nhưng lúc này nàng cũng muốn kéo Lữ Thiếu Khanh lại, bắt hắn giải thích rõ ràng, rốt cuộc chuyện là thế nào. Lữ Thiếu Khanh đánh giá Miêu Á một lượt, cười tủm tỉm nói, ta còn tưởng ngươi không nhận ra ta nữa. Miêu Á lắc đầu, cười duyên dáng, công tử đùa rồi, công tử thực lực kinh người, được quen biết công tử là vinh hạnh của ta. Lữ Thiếu Khanh làm náo loạn thánh địa, dù thánh địa có muốn phong tỏa tin tức cũng không thể nào, người quá nhiều, tin tức lan truyền khắp nơi, tên tuổi của Lữ Thiếu Khanh đã trở thành truyền thuyết trên hàn tinh. Công tử, mời qua bên này, nơi đây không tiện nói chuyện tốt thôi lữ thiếu khanh vui vẻ đồng ý đi nào chỗ này hôi quá miêu á vui mừng công tử xin mời lữ thiếu khanh và doãn kỳ đi trước miêu á liếc nhìn đám người thất bạt huy lạnh lùng nói với các tu sĩ ma tộc xung quanh giết hết đi không nghe công tử nói là hôi sao thất bạt huy và những kẻ khác hoảng sợ liên tục kêu lên đại nhân xin tha mạng miêu á đại nhân chúng ta biết lỗi rồi miêu á đại nhân trên đường đi doãn kỳ không nhịn được hỏi lữ thiếu khanh ngươi thật sự quen biết người của ma tộc lữ thiếu khanh ngược lại hỏi doãn kỳ ngươi biết trưởng môn khen ta thế nào không doãn kỳ gật đầu biết chứ trưởng môn nói ngươi tham ăn lười làm là người lười biếng nhất môn phái lữ thiếu khanh tổn thương hắn chưa từng khen ta thật thà sao thật thà doãn kỳ trợn mắt người vớ vẩn lữ thiếu khanh lạnh lùng nói người thật thà nhất của lăng tiêu phái chính là ta ta chưa từng lừa ai ta nói quen là quen ngươi xem ta có lừa ngươi không doãn kỳ im lặng một lúc được rồi ngươi là nhân tộc sao lại quen biết ma tộc không phải nói nhân tộc và ma tộc không đội trời chung sao đó là để lừa trẻ con ngươi cũng tin ma tộc cũng là người cái gì gọi là không đội trời chung lữ thiếu khanh không quan tâm thực chất chỉ là quốc gia đánh nhau thôi còn về việc quen biết ma tộc nói ra thì dài lắm thôi không nói nữa thấy vậy doãn kỳ cũng không hỏi thêm nàng đổi sang câu khác bây giờ ngươi định làm gì đầu hàng chứ sao ngươi không lo đánh không lại ma tộc sao ta sẽ đưa ngươi đi đầu hàng vậy ngươi không cần lo nữa lữ thiếu khanh nhìn doãn kỳ thành thật nói ta doãn kỳ bị lữ thiếu khanh làm tức muốn đánh người muốn rút kiếm ra ngươi rốt cuộc muốn làm gì Ngươi không nói rõ ta không tha cho ngươi. Điều tra rõ tình hình rồi nói." Doãn Kỳ trừng mắt, "Ngươi muốn điều tra tin tức, cần phải như vậy sao? Nhớ đâu nàng ta bán đứng ngươi thì sao? Yên tâm, dù có bị bán, đánh không lại thì đầu hàng." Nàng vung nắm đấm, tức giận nói, "Ta xem ngươi rốt cuộc muốn làm gì, dám phản bội nhân loại, ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi." Trong khi nói chuyện, dưới sự dẫn dắt của Miêu Á, họ đến một doanh trướng, bước vào doanh trướng, tiếng ồn ào bên ngoài biến mất, Miêu Á quay lại, cười duyên dáng, "Ta nên gọi ngươi là Trương công tử hay Lữ công tử?" lữ thiếu khanh không ngạc nhiên cười nói chỉ là một cái tên ngươi muốn gọi sao cũng được ta vẫn gọi ngươi là lữ công tử miêu á mắt long lanh nhìn lữ thiếu khanh với vẻ khác lạ nàng cười hỏi không biết công tử đến đây có việc gì chẳng lẽ muốn đại khai sát giới lữ thiếu khanh lắc đầu làm gì có ta chỉ định đến đầu hàng thôi miêu á cười lắc đầu công tử đừng đùa nữa nàng lại hỏi công tử ngươi đến đây vì việc gì lữ thiếu khanh tìm một chỗ ngồi xuống coi nơi này như nhà mình sau đó chỉ tay ngồi đi đừng căng thẳng Ta chỉ đến xem các ngươi ma tộc định làm gì thôi, không phải thật sự định đại quy mô xâm lược chứ." Miêu Á không giấu dến, thẳng thắn nói, "Đúng vậy, Thánh chủ đã ra lệnh, lần này là để chiếm lại tổ tinh của chúng ta." Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức khinh bỉ sâu sắc, mắng "Thánh chủ, ta thể, Thánh chủ bị điên rồi, ăn no rừng mỡ làm mấy chuyện này không thấy mệt sao?" Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, "Các ngươi có bao nhiêu người đến, có bao nhiêu hóa thần, bao nhiêu luyện hư?" Miêu Á cười khổ, "Công tử, những điều này không phải là điều ta có thể biết, ta chỉ biết rằng trong đại danh này hiện có ba vị hóa thần." tất nhiên nếu tính cả ba vị hóa thần đang ra ngoài như kiếm trần đại nhân tổng cộng là sáu vị ngừng một lúc miêu á lại nói kiếm trần đại nhân là người có địa vị cao nhất ở đây đáng ra nên chấn giữ đại doanh nhưng vì lập công hắn đã dẫn đầu tiên phong kết quả là gặp công tử lữ thiếu khanh lập tức phủ nhận ngươi đừng nói bừa ta chưa từng gặp kiếm trần cái chết của hắn không liên quan đến ta ban đầu chỉ là suy đoán lữ thiếu khanh giết kiếm trần bây giờ đã có thể khẳng định đối với sự phủ nhận của lữ thiếu khanh miêu á chỉ cười không nói thêm cũng không hỏi gì thêm Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hỏi: "Các ngươi có kế hoạch gì? Ta nghe nói các ngươi chia quân thành ba đường, tấn công vào ba châu, các ngươi giỏi vậy sao?" Miêu Á tỏ ra không biết, nàng lắc đầu: "Ta cũng không rõ, chỉ biết Thánh địa ra lệnh cho chúng ta phải mở rộng càng nhiều càng tốt, tiêu diệt những người không đầu hàng, giết hết phàm nhân, gây nên một trận mưa máu gió tanh." Doãn Kỳ nghe vậy thì lửa giận bừng bừng, hung dữ nhìn Miêu Á: "Hận không thể rút kiếm giết hết tất cả ma tộc ở đây." Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lại nhíu mày: "Thánh chủ muốn làm gì vậy? Không biết làm vậy sẽ khiến dân chúng phẫn nộ sao?" miêu á cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết đồng thời rất bất đắc dĩ chúng ta chỉ có thể nghe lệnh của thánh địa không còn cách nào khác lữ thiếu khanh ngạc nhiên nhìn thẳng vào miêu á các ngươi người của thánh địa không đến sao miêu á lắc đầu đến không nhiều đa số là người của các thế lực khác trên hàn tinh ba vị thánh tử kiếm nhất đàm linh những thiên tài này thì sao họ không đến lữ thiếu khanh cảm thấy kỳ lạ hơn suy đoán chẳng lẽ họ đợi một thời gian nữa mới đến miêu á bất đắc dĩ có lẽ vậy không còn cách nào ai bảo chúng ta không phải dòng dõi chính thống của thánh địa chứ doãn kỳ im lặng nãy giờ không nhịn được khinh bỉ như vậy mà các ngươi vẫn ngoan ngoãn nghe lời không nghĩ đến phản thánh địa sao đối với câu hỏi này của doãn kỳ miêu á chẳng thèm trả lời không phải người thánh tộc không hiểu hàn tinh không thể hiểu được sự mạnh mẽ của thánh địa lữ thiếu khanh tiếp tục hỏi miêu á đại danh này tiếp tục mở rộng về phía đông sao miêu á gật đầu nhưng chú ý đến biểu cảm của doãn kỳ thăm dò hỏi công tử phía đông có gì sao lữ thiếu khanh bình thản nói môn phái của ta ở phía đông Ôi trời, Miêu Á sợ chết khiếp, môn phái đã dạy dỗ ra Lữ Thiếu Khanh và kế ngôn ở ngay Tề Châu sao? Miêu Á không dám tưởng tượng. Nàng vội vàng nói với Lữ Thiếu Khanh: "Công tử, ta không biết môn phái của ngươi ở Tề Châu, ta không có ý định làm kẻ thù của công tử." Doãn Kỳ chớp chớp mắt, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, Miêu Á dường như rất sợ Lữ Thiếu Khanh, khiến Doãn Kỳ không hiểu có đáng sợ đến vậy sao? Lữ Thiếu Khanh không nói gì, chỉ vuốt cằm, trầm ngâm. Sau một lúc, hắn hỏi Miêu Á: "Ngươi nói đại danh này còn ba vị hóa thần, ngươi có quen ai không?" Miêu Á đầu tiên là ngẩn ra, sau đó kinh hãi, "Công tử, ngươi định ra tay?" Lữ Thiếu Khanh gật đầu, "Đúng vậy, trưởng môn ra lệnh phải làm vài việc ở đây, nếu không về sẽ bị đánh mông, cắt trợ cấp." Nghe vậy, Miêu Á càng kính nể hơn, một môn phái như vậy, thật sự đáng sợ. "Ngươi có thể chọn một trong ba vị hóa thần, ta tha cho hắn không chết." Miêu Á cảm kích, nhưng không cần thiết, công tử cứ ra tay, ta không quen họ, hơn nữa, ta có một thỉnh cầu, hy vọng công tử đồng ý. Nói đi. Thúc của ta cũng đến tổ tinh, nếu gặp hắn, hy vọng công tử giết hắn giúp ta yêu cầu của miêu á khiến lữ thiếu khanh và doãn kỳ ngạc nhiên doãn kỳ ôm chặt tiểu hắc nhìn ánh mắt dữ dằn của miêu á trong lòng thầm khinh bỉ ma tộc quả nhiên là ma tộc đến chuyện như thế này cũng nói ra được sau đó nàng thì thầm với tiểu hắc tiểu hắc đừng học theo đây là người xấu thấy biểu cảm của lữ thiếu khanh và doãn kỳ miêu á cười khổ nếu có thể ta cũng không muốn nhưng thúc ta quá tham vọng thậm chí không ngại liên kết với câu gia cung gia muốn lật đổ cha ta ta không thể để hắn đối phó với cha như vậy vì cha ta vì miêu gia ta sẵn sàng mang tiếng xấu công tử các người khinh thường ta cũng không sao nhưng ta thật lòng hy vọng công tử có thể giúp ta lữ thiếu khanh cũng không quá ngạc nhiên hắn ở miêu ra một thời gian nghe được ít nhiều từ miệng tộc nhân và người hầu của miêu gia mặc dù miêu kinh tuyên là thúc của miêu á là đệ đệ của miêu hoành tuấn nhưng hắn luôn có dã tâm luôn muốn giành lấy vị trí gia chủ vì cha mà muốn thúc chết điều này cũng có thể hiểu được lữ thiếu khanh không từ chối được gặp hắn ta sẽ giúp ngươi giết hắn tuy nhiên sự giúp đỡ của lữ thiếu khanh không phải miễn phí hắn đưa ra điều kiện của mình ta hy vọng khi có động tĩnh gì ở ma tộc ngươi có thể thông báo cho ta miêu á không từ chối vui vẻ đồng ý công tử yên tâm nếu công tử cần ta sẽ nói hết những gì ta biết doãn kỳ nhíu mày cảm giác về miêu á càng tệ hơn làm gián điệp cho ma tộc lại nhanh chóng đồng ý như vậy ma tộc quả nhiên như lời đồn vô tình vô nghĩa tàn bạo được lữ thiếu khanh hứa giúp miêu á vui vẻ dò hỏi công tử không biết khi nào ngươi định ra tay lữ thiếu khanh đứng dậy vung tay dẫn doãn kỳ rời đi để lại một câu bây giờ bây giờ miêu á chưa kịp phản ứng bên ngoài đã có một luồng sóng khủng khiếp truyền tới tiếp theo là một luồng kiếm khí kinh khủng từ xa bùng phát kiếm quang quét qua bầu trời lao thẳng xuống đại danh trung quân cách đó vài dặm đó chính là nơi một vị hóa thần tọa chấn cảm thấy nguy hiểm vị hóa thần lập tức bay lên gầm lên kẻ nào dám sau đó chẳng có sau đó nữa hắn bị kiếm quang nuốt chừng biến mất trong ánh kiếm khi kiếm quang biến mất vị hóa thần cũng tan biến theo tất cả mọi người kể cả miêu á đều kinh hoàng thực lực thế nào mới có thể một chiêu diệt sát một vị hóa thần nhanh chạy đi đại danh hỗn loạn hai luồng khí tức khủng khiếp bùng lên có người hét lớn tiếng vang khắp nơi ai dám gây sự ở đây phản ứng của hai vị hóa thần là một luồng kiếm quang từ xa ập tới không thể nhìn thấy người xuất kiếm kiếm quang mạnh mẽ kiếm ý khủng khiếp khí tức đáng sợ khiến hai vị hóa thần cũng không màng tới thể diện vội vã chống đỡ á à, một tiếng thét thảm thiết chỉ vừa tiếp xúc đã có một vị hóa thần bị thương luyện luyện hư kỳ hai người cảm nhận được cảnh giới của người xuất kiếm sợ hãi đến vỡ mật, vị hóa thần không bị thương không màng đến đồng đội, quay đầu bỏ chạy. Ba chữ luyện hư kỳ khiến tất cả ma tộc kinh ngạc, không ngờ lại có luyện hư kỳ ra tay, Miêu Á run lên, suýt ngã từ trên không xuống. Trời ơi, rốt cuộc ăn cái gì mà lớn lên thế này, mặc dù gần đây ai cũng tiến bộ nhanh chóng, nhân tài nở rộ, liên tục đột phá giới hạn, ngay cả nàng cũng đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ, tiến bộ của nàng đã nhanh, nhưng không ngờ Lữ Thiếu Khanh còn khủng khiếp hơn. Lúc nãy thấy Lữ Thiếu Khanh một kiếm giết một hóa thần, dù là kinh ngạc nhưng ít ra còn chấp nhận được nhưng khi biết thực lực thực sự của lữ thiếu khanh miêu á cảm thấy không thể chấp nhận nổi lữ thiếu khanh tiếp tục hành động đứng từ xa mà quân kiếm xuất kích lần thứ ba xuất kiếm kiếm quang gào thét trên trời xuất hiện những đám lửa thiên hỏa giáng xuống bao phủ vị hóa thần bị thương á à, vị hóa thần thét lên thảm thiết rồi tan biến trong biển lửa chỉ cần ba chiêu đã diệt hai vị hóa thần vị hóa thần còn lại đã sớm chạy xa lữ thiếu khanh bước một bước xe rách không gian xuất hiện trước mặt vị hóa thần đang bỏ chạy ngươi ngươi dù là hóa thần nhưng đã trở thành chim sợ cành cong thấy lữ thiếu khanh xuất hiện không hề phản kháng quay đầu bỏ chạy lữ thiếu khanh lắc đầu khinh bỉ đồ bỏ sau đó hắn quay lại xuất hiện trước mặt doãn kỳ lúc này doãn kỳ vẫn đang ngơ ngác không chỉ ma tộc bị dọa sợ mà ngay cả doãn kỳ cũng bị dọa choáng váng lữ thiếu khanh đã là luyện hư kỳ điều mà nàng không thể nào ngờ tới này tỉnh lại đi lữ thiếu khanh giơ tay vẫy trước mặt doãn kỳ khiến nàng tỉnh lại doãn kỳ kinh ngạc nhìn lữ thiếu khanh như lần đầu tiên biết hắn ngươi ngươi là luyện hư kỳ trưởng môn trưởng môn không nói ngươi vẫn là hóa thần kỳ sao lữ thiếu khanh tỏ vẻ buồn bã bị ép ra ngoài làm việc không thăng cấp thì quá nguy hiểm ra ngoài đột phá cấp độ doãn kỳ há hốc mồm ngơ ngác không hiểu gì có ý gì chẳng lẽ ngươi đã có thể đột phá từ lâu rồi sao lữ thiếu khanh tỏ vẻ thản nhiên chỉ là đột phá cấp độ thôi mà có gì khó đâu doãn kỳ tức muốn đánh người ngươi có biết câu đó của ngươi rất dễ bị ăn đòn không và nhìn ngươi thế này hình như ngươi đột phá rồi cũng chẳng vui vẻ gì nhắc đến chuyện buồn lữ thiếu khanh thở dài đau khổ có gì mà vui, vẫn đen thui à? Đáng ghét, thật muốn đánh ngươi một trận, Doãn Kỳ vùng nắm đấm, thật muốn đánh Lữ Thiếu Khanh một trận, cái thái độ này quá đáng ghét, nàng chuyển sang hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi không phải nói đến để thăm dò tin tức sao, sao đột nhiên lại ra tay? Lữ Thiếu Khanh nhún vai, tiểu hắc bay lên vai hắn, thân thiết cọ mặt hắn, chẳng phải đã thăm dò xong rồi sao, thăm dò xong rồi thì phải làm việc chính. Việc chính gì? Doãn Kỳ không hiểu. Giết chúng, không để chúng đi gây rắc rối cho môn phái, chúng không gây rắc rối cho môn phái, trưởng môn sẽ không gây rắc rối cho ta. Doãn Kỳ lập tức hiểu ra ý định của Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn dùng luyện hư kỳ để chấn áp ma tộc, không để chúng tiếp tục tiến lên, không tấn công môn phái. Lữ Thiếu Khanh khen ngợi Doãn Kỳ thông minh, vẫn câu đó, ngươi không phải là ngược to óc nhỏ. Ta muốn chém chết ngươi, Doãn Kỳ không thể chịu nổi nữa. Dù Lữ Thiếu Khanh là luyện hư kỳ thì sao chứ, muốn chém vẫn phải chém. Trong chớp mắt, kiếm quang bùng nổ, kiếm ý mãnh liệt quét ngang xung quanh. Ôi trời, Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, ngươi điên rồi sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể lùi lại, sau đó cảnh báo còn làm loạn ta sẽ đánh ngươi khóc đấy doãn kỳ tức giận nghiến răng nhưng không thể làm gì không vui cắm đại kiếm xuống đất nàng hỏi tiếp theo đi đâu lữ thiếu khanh nhìn về hướng đông châu đến đông châu xem sao đến đông châu làm gì doãn kỳ tò mò đoán chẳng lẽ ngươi cũng muốn như ở đây giết vài hóa thần giúp đông châu sao ngươi nghĩ nhiều rồi lữ thiếu khanh muốn nói ngực to óc nhỏ nhưng nhìn cự kiếm bên cạnh doãn kỳ hắn nghĩ tốt hơn không nên nói hắn nói ra ngoài rồi trở về quá sớm dễ bị trưởng môn nói là ta không làm việc coi như đi du lịch Đông Châu một chuyến. Thực tế, Doãn Kỳ không để ý thấy ánh mắt Lữ Thiếu Khanh có chút khác lạ, hành động của ma tộc có chút bất thường, khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy không ổn, vì vậy, hắn phải đến nhiều nơi xem có thể tìm hiểu được gì về ý đồ của ma tộc hoặc Thánh chủ. Trên đường, Lữ Thiếu Khanh và Doãn Kỳ nghe được một tin tức, Trung Châu có người đến, mà lại là học viên của Học viện Trung Châu. Doãn Kỳ lập tức phấn khích, học viên của Học viện Trung Châu đến đây, phải Trang Kế Ngôn và Tiêu Y cũng sẽ đến, tính ra đã 20 năm không gặp rồi, Doãn Kỳ đầy mong đợi, không biết đại sư huynh thế nào rồi này này đừng có mơ mộng doãn kỳ nhìn lữ thiếu khanh hỏi ngươi nghĩ đại sư huynh có giống ngươi đạt tới luyện hư kỳ không lữ thiếu khanh lắc đầu ta làm sao biết có thể chứ doãn kỳ lại nói nếu đại sư huynh chưa đột phá luyện hư kỳ ngươi có thể giúp ta đánh ngất hắn rồi giao cho ta không muốn làm gì lữ thiếu khanh kinh ngạc ép buộc không có kết quả tốt ngươi chỉ có thể có thân xác của hắn không có được trái tim doãn kỳ không nói nhiều lúc đó ta sẽ cho ngươi một triệu viên linh thạch lữ thiếu khanh lập tức đổi giọng thật ra ép buộc tuy không ngọt nhưng giải khát, yên tâm, chuyện này để ta lo, đảm bảo rửa sạch sẽ. Đông Châu gia tộc và môn phái nhiều như nấm, không như Tề Châu có các thế lực lớn như Lăng Tiêu phái, Song Nguyệt cốc, Ma tộc xâm lược Đông Châu. Trên đường tàn sát vô số gia tộc và môn phái, tu sĩ và phàm nhân chết không đếm xuể, nhưng các thế lực ở Đông Châu thì không. Họ nhanh chóng liên kết, lập liên quân để chống lại sự xâm lược của ma tộc, Hoàng Thành là tiền tuyến của liên quân Đông Châu chống lại ma tộc. Khi Lữ Thiếu Khanh và Doãn Kỳ đến đây, phát hiện Hoàng Thành nhỏ bé này tụ tập hàng ngàn hàng vạn người, trong thành không đủ chỗ, ngoài thành dựng trại giống như đại danh của ma tộc kéo dài hàng nghìn dặm nhìn thấy sức mạnh của nhân tộc tụ tập mạnh mẽ như vậy doãn kỳ rất vui mừng nhiều tu sĩ ở đây ma tộc đến cũng phải nhổ vài cái răng đấy nhỉ lữ thiếu khanh dùng thần thức quét một lượt trong hoàng thành có bảy tám luồng khí tức mạnh mẽ dù ẩn giấu nhưng lữ thiếu khanh có thể cảm nhận đó là hóa thần lữ thiếu khanh đến đây không định phô trương thành thế hắn nói với doãn kỳ sau khi vào thành kiềm chế tính nóng nảy của ngươi đừng động tí là đòi chém người biết chưa chúng ta phải hành sự kín đáo doãn kỳ rất không hài lòng với lời của lữ thiếu khanh cái gì mà động tý là chém người ta là loại người như vậy sao những kẻ ta muốn chém đều là kẻ đáng chết lữ thiếu khanh không vui ý ngươi là ta cũng là kẻ đáng chết đúng vậy ngươi là một tên phản bội tiềm năng khi vào hoàng thành nơi này đông đúc náo nhiệt đa phần mọi người đều vui vẻ dường như có chuyện gì vui mừng doãn kỳ thắc mắc vui vẻ thế này chẳng lẽ ma tộc rút quân rồi sau đó nàng túm lấy một người hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy người tu sĩ bị túm lúc đầu định nổi giận nhưng khi nhìn thấy doãn kỳ xinh đẹp Lửa giận tan biến, mắt dán chặt vào ngực nàng, vô thức đáp, Trung Châu sắp tới, sắp tới rồi. Ánh mắt háo sắc của hắn khiến Doãn Kỳ tức giận, tại sao những gã đàn ông này đều giống nhau, chết đi cho ta. Doãn Kỳ không rút kiếm, mà tung một cú đấm khiến người tu sĩ bay xa, đáng ghét. Doãn Kỳ tức giận, ngực phập phồng, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, dù là nữ tu sĩ cũng bị thu hút. Bị mọi người nhìn chằm chằm, Doãn Kỳ càng tức giận, nhìn gì mà nhìn, còn nhìn ta móc mắt các ngươi già. Bình tĩnh, bình tĩnh, Lữ Thiếu Khanh vội lên tiếng, đứng chắn trước Doãn Kỳ hư lạnh một tiếng tiếng như sấm vang bên tai các tu sĩ ở đây phần lớn không mạnh nhận ra người trước mặt không dễ chọc vội vàng quay đầu lữ thiếu khanh vội vàng dẫn doãn kỳ rời đi đi một đoạn xa mới phê bình ngươi xem vừa nói xong phải kiềm chế tính tình ngươi thì tốt rồi hỏi một câu đã đánh người tính nóng nảy này phải sửa đi doãn kỳ hừ một tiếng không phục sửa gì mà sửa những gã đáng ghét đó nên chém hết lữ thiếu khanh thở dài bất lực lữ thiếu khanh cũng không nói thêm đi trước đi thôi lữ thiếu khanh định đi dạo trong thành nhưng chưa đi xa, đột nhiên thấy một nhóm người mạnh mẽ được các tu sĩ vây quanh đi về phía cổng thành. Từ những tiếng kêu kinh ngạc bên cạnh, Lữ Thiếu Khanh biết thân phận của họ, các đại lão của các thế lực lớn, có gia chủ, có trưởng môn môn phái, Lữ Thiếu Khanh và Doãn Kỳ đứng nhìn họ đi qua. Đột nhiên, có người vui mừng kêu lên, "Lữ, Lữ công tử!" giọng nói đầy phấn khởi và lớn tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Một người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nụ cười rạng rỡ như hoa tươi nở, xinh đẹp mê người, khiến nhiều người chuyển ánh mắt từ Doãn Kỳ sang nàng. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên không ngờ gặp người quen ở đây, Nhan Hồng Vũ, so với trước, Nhan Hồng Vũ đã trưởng thành nhiều, vẻ ngây thơ thiếu nữ đã biến mất, thay vào đó là sự chín chắn. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, lâu rồi không gặp, xem ra ngươi sống không tệ. Nhan Hồng Vũ vừa rồi đi cùng các đại lão của các thế lực, Lữ Thiếu Khanh đoán Nhan Hồng Vũ đã khôi phục vinh quang cho Nhan gia. Nhan gia chủ, hắn là ai, chẳng lẽ là tình nhân của ngươi? Ha ha, không xa, một người đàn ông râu ria cười lớn, lời nói của hắn khiến nhiều người cười theo. Nhan Hồng Vũ là mỹ nhân nổi tiếng Đông Châu những năm qua dưới sự giúp đỡ của ngọc đỉnh phái nhan hồng vũ khôi phục vinh quang cho nhan gia thậm chí còn thôn tính đất đai của ngân nguyệt tông và phong lôi giáo thực lực vượt xa nhan gia xưa kia không biết bao nhiêu người bao nhiêu thế lực muốn cưới nhan hồng vũ để có thể sở hữu nhan gia nhưng nhan hồng vũ từ chối tất cả lời cầu hôn bình thường xuất hiện với gương mặt lạnh lùng bây giờ nhan hồng vũ lại mỉm cười với một tên mặt trắng khiến nhiều người bất mãn nhan hồng vũ không để ý lời nói của người đàn ông dâu ria mà cúi chào mọi người xin lỗi các vị ta gặp cố nhân không thể cùng các ngươi đi đón khách quý của học viện trung châu cái gì lời của nhan hồng vũ khiến các đại lão kinh ngạc nhan gia chủ ngươi phải hiểu mình đang làm gì nhan gia chủ ngươi tốt nhất nên suy nghĩ lại dù là khuyên nhủ hay châm biếm nhan hồng vũ đã quyết dưới những ánh mắt lạnh lùng khinh thường ngạc nhiên của mọi người nàng dẫn lữ thiếu khanh về nơi ở của mình trên đường doãn kỳ tức giận nói đáng ghét đám người đáng ghét đó thật là đáng ghét nàng hỏi lữ thiếu khanh ngươi bị người ta cười nhạo như vậy mà còn nhịn được sao một cái tát chết bọn chúng đi nói làm gì ngươi không thể học ta rộng lượng chút sao rộng lượng doãn kỳ cười lớn trưởng môn đã nói người nhỏ nhen nhất trong môn phái chính là ngươi lữ thiếu khanh ôm ngực tỏ vẻ bị tổn thương trưởng môn rốt cuộc đã nói xấu ta bao nhiêu điều rõ ràng người nhỏ nhen nhất là hắn suốt ngày đối đầu với ta cuối cùng lại nói ta là người nhỏ nhen nhất không thể nhịn được về đến nơi ta sẽ ở lại thiên ngự phong chết cũng không xuống núi khi đến nơi nhân hồng vũ đang ở tại hoàng thành nhân hồng vũ tiếp đãi lữ thiếu khanh trong một sân nhỏ lữ công tử đã nhiều năm không gặp không ngờ lại gặp ngươi ở đây nàng ngập ngừng rồi vô thức hỏi lữ công tử ế kế ngôn công tử vẫn khỏe chứ bên cạnh tai của doãn kỳ lập tức dựng lên người phụ nữ này quen biết đại sư huynh sao nhìn có vẻ không bình thường ngươi hỏi chuyện này làm gì lữ thiếu khanh cười nhạt ánh mắt sâu xa khiến nhan hồng vũ mặt đỏ bừng kế ngôn đã để lại cho nàng ấn tượng sâu đậm nàng thích kế ngôn nhưng không dám nói ra nàng cúi đầu mặt nóng bừng như một cô gái thẹn thùng đầu óc dối bời mãi không nói được câu nào doãn kỳ càng nhìn càng khó chịu người phụ nữ này muốn gì đây nhan hồng vũ thẹn thùng một lúc mới mở miệng Kế ngôn công tử là ân nhân cứu mạng của ta, ta luôn muốn tìm cơ hội cảm ơn hắn, nhưng mãi không có cơ hội. Khoan đã, Lữ Thiếu Khanh thuận thế hỏi, sao ngươi biết tên chúng ta, trước đây chúng ta dùng tên giả. Nghe vậy, Nhân Hồng Vũ lập tức trở nên oán giận, mắt long lanh, Lữ công tử, các ngươi đã lừa ta khổ sở, nếu không có mạnh cô nương, ta mãi mãi không biết tên các ngươi. Lữ Thiếu Khanh hiểu ra, sau đó oán trách Mạnh Tiểu, trời ơi, vậy mà bán đứng ta, thật đáng ghét. Nhân Hồng Vũ càng thêm oán giận, công tử chẳng lẽ ngươi nghĩ ta và đệ đệ không xứng làm bạn của các ngươi nên mới dùng tên giả lừa chúng ta lữ thiếu khanh lắc đầu không phải vậy chủ yếu là chuyện dài dòng nhân hồng vũ lắng nghe nhưng đợi mãi không thấy tiếp lại càng thêm oán giận sự oán hận sâu sắc khiến lữ thiếu khanh muốn giữ khoảng cách vì vậy hắn vội vàng chuyển chủ đề ngươi muốn gặp đại sư huynh của ta có thể lần này hắn sẽ đến cùng viên sinh của học viện trung châu ngươi không đi đón sao nhân hồng vũ lắc đầu ở hoàng thành này người có địa vị cao hơn ta rất nhiều ta đi cũng không chắc gặp được kế ngôn công tử hơn nữa Kế Ngôn công tử chưa chắc sẽ đến đây. Tại sao? Doãn Kỳ không nhịn được hỏi, sao ngươi chắc chắn đại sư huynh sẽ không đến đây? Nhân Hồng Vũ cười nhạt, mặt nàng trở lại bình thường, nàng cười nói với Doãn Kỳ, Doãn cô nương không biết, bây giờ ma tộc chủ công là Yến Châu, Yến Châu Thiên Cung môn đang gặp nguy, liên tục cầu viện, ngay cả Đông Châu chúng ta cũng nhận được yêu cầu cứu viện từ Thiên Cung môn, chiến đấu ở Yến Châu rất khốc liệt, bên đó cao thủ nhiều. Ta nhớ lữ công tử nói, Kế Ngôn công tử thích chiến đấu, thích đối thủ mạnh, vì vậy, Kế Ngôn công tử khả năng lớn sẽ đi Yến Châu, chứ không phải đến Đông Châu một lời khiến lữ thiếu khanh không khỏi nhìn nàng bằng con mắt khác không ngờ nhân hồng vũ lại có hiểu biết như vậy trong nhân hồng vũ lữ thiếu khanh thấy bóng dáng của phương hiểu cả hai đều là gia chủ đều là nữ cường nhân khá giống nhau sau khi nhân hồng vũ nói xong nàng cười hỏi lữ thiếu khanh lữ công tử không biết ta nói có đúng không lữ thiếu khanh gật đầu cảm thán đúng vậy ngươi thật thông minh được lữ thiếu khanh khen ngợi nhan hồng vũ lộ vẻ vui mừng nhưng doãn kỳ thì rất không hài lòng nàng hư lạnh ngươi nói đại sư huynh ta không đến là không đến lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hò reo nhân hồng vũ nhìn thoáng qua rồi nói với lữ thiếu khanh lữ công tử có vẻ khách quý của trung châu đã đến lữ thiếu khanh hỏi ngươi không đi đón họ nhân hồng vũ cười nhẹ giọng trịnh trọng lữ công tử ngươi mới là khách quý của ta lúc này lữ thiếu khanh nhìn ra bên ngoài ngay sau đó bên ngoài có người hô lớn hồng vũ cô nương đoan mộc quần xin gặp lữ thiếu khanh kêu lên đoan mộc quần cái tên này nghe quen quen nhân hồng vũ thu hồi ánh mắt vẻ mặt có chút uể oải giới thiệu với lữ thiếu khanh lữ công tử Đoan Mộc Quần là thiếu chủ mới của nhà Đoan Mộc, thiếu chủ trước là Đoan Mộc Hiến, gia chủ là Đoan Mộc Thiện. Thì ra là họ, nghe đến hai cái tên này, Lữ Thiếu Khanh lập tức nhớ ra, đồng thời càng tò mò, Ngọc Đỉnh phái chịu tha cho họ. Nhân Hồng Vũ cười khổ, lắc đầu, không phải Ngọc Đỉnh phái không muốn diệt Đoan Mộc gia, mà là Đoan Mộc gia đã tìm được chỗ dựa, có người muốn bảo vệ họ, sau đó, Nhân Hồng Vũ kể qua một lượt, để Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ tình hình. Ngọc Đỉnh phái tuy mạnh, nhưng không mạnh đến mức một tay che trời, có nhiều thế lực ngang ngửa với Ngọc Đỉnh phái, trong đó, có một môn phái tên là thương lôi tông sẵn sàng bảo vệ đoan mộc gia thương lôi tông không yếu hơn ngọc đỉnh phái đoan mộc gia dựa vào thương lôi tông nên tránh được họa diệt môn ngọc đỉnh phái tuy phẫn nộ nhưng cuối cùng cũng đành bất lực hơn nữa lần này thương lôi tông còn là minh chủ của liên minh đoan mộc gia lại càng thêm kiêu ngạo vì nhan gia ta có quan hệ tốt với ngọc đỉnh phái nên đoan mộc gia không ưa gì nhan gia ta và nhan hồng vũ không nói tiếp nhưng từ vẻ mặt ghét bỏ của nàng lữ thiếu khanh cũng đoán được lý do liên hôn là cách liên kết thế lực hiệu quả nhất nhan hồng vũ lại là một đại mỹ nhân bị nhiều người thèm muốn cũng là bình thường lúc này bên ngoài thấy nhan hồng vũ không đáp lại lại có người hô lên nhan gia chủ ô kiệt xin gặp nhan gia chủ nhạc hòa phong cầu kiến nghe vậy nhan hồng vũ nhíu mày càng sâu vẻ mặt trở nên khó coi nàng vô thức liếc nhìn lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh là khách của nàng không nên bị quấy dày nhưng những người bên ngoài đều là nhân vật không nhỏ nàng cảm thấy áp lực lữ thiếu khanh cười nhẹ hỏi nhan hồng vũ có chỗ nghỉ không nhan hồng vũ trong lòng cảm kích sự tinh tế của lữ thiếu khanh khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với đám người thô lỗ bên ngoài lữ công tử mời bên này nàng dẫn lữ thiếu khanh và doãn kỳ ra sau viện rồi mới đi ra đón tiếp đoan mộc quần và những người khác nếu nhân này là ai cuối cùng doãn kỳ cũng có cơ hội hỏi vẻ mặt không thiện cảm nhìn lữ thiếu khanh nàng ngửi thấy mùi nguy hiểm nàng a như ngươi thấy thích đại sư huynh lữ thiếu khanh ung dung tìm chỗ nằm xuống tiểu hát biến thành hình người chạy đến ngồi cạnh hắn đáng ghét ta muốn chém chết nàng doãn kỳ rút kiếm ra ánh sáng lạnh lẽo lóe lên nàng tức giận nói dám mơ tưởng đến đại sư huynh ta xem nàng không muốn sống nữa đại sư huynh là của ta ai cũng không được cướp lữ thiếu khanh nheo mắt lại rất thoải mái sao thế ngươi và đại sư huynh còn chưa có gì lại không cho người khác thích sao và lại dù ngươi và đại sư huynh có gì người ta vẫn có thể chen vào đúng không đáng ghét doãn kỳ càng tức giận nàng giơ kiếm lên ta nghĩ nên chém chết ngươi trước đừng làm loạn đừng làm loạn lữ thiếu khanh nheo mắt lại thoải mái đến mức sắp ngủ gật lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đối thoại của nhân hồng vũ và những người kia giọng của đoàn mục quần vang lên hồng vũ cô nương sao chỉ có mình nàng ngươi nói vậy là có ý gì giọng của nhân hồng vũ không vui chỉ nghe giọng đã có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ghét bỏ của nàng có phải là tên mặt trắng đó không một giọng khác vang lên là của ô kiệt rồi đến giọng của nhạc hòa phong đúng vậy lần này chúng ta đến là muốn xem tên mặt trắng đó có gì giỏi có thể khiến nhan gia chủ bỏ qua khách quý của trung châu giọng của nhân hồng vũ đã mang theo sự tức giận hừ không liên quan gì đến các ngươi Đoan Mộc Quần giả vờ quan tâm, sao lại không liên quan, chúng ta bây giờ là liên minh, cùng đối phó ma tộc, mọi người nên cùng tiến cùng lui, không nên đặc biệt. Và lại, Hồng Vũ cô nương, nàng còn trẻ, ta sợ nàng bị người ta lừa gạt. Bên trong nghe thấy, Doãn Kỳ suýt nữa nôn ra, thật ghê tởm, nhìn Lữ Thiếu Khanh nheo mắt, không quan tâm, Doãn Kỳ hận không thể đánh hắn, ngươi bị người ta gọi là mặt trắng, ngươi không có phản ứng gì sao? Phản ứng gì? Lữ Thiếu Khanh không quan tâm, ngược lại, ta nghe mặt trắng thấy rất vui, không đẹp trai, người ta sẽ không gọi là mặt trắng đâu, sau đó hắn ủy oải nói: "Ôi, nếu thật sự trắng thì tốt rồi." Doãn Kỳ càng khinh bỉ, vung vẩy kiếm trước mặt Lữ Thiếu Khanh, thật muốn chém chết ngươi, bị người ta nói vậy mà vẫn nhịn được, trưởng môn nói đúng, ngươi đúng là mặt dày. Họ mắng ta, ngươi giận làm gì, ta đã nói rồi, phải rộng lượng, tính toán gì chứ?" Lữ Thiếu Khanh gác chân lên, thoải mái nheo mắt, hoàn toàn không để ý đến những người bên ngoài. Lúc này, bên ngoài tiếng của Ô Kiệt lại vang lên, lần này không chỉ cười nhạo Lữ Thiếu Khanh, nhưng người phụ nữ bên cạnh tên mặt trắng đó thì thật tuyệt ta chưa từng thấy người nào đầy đặn như vậy nhan gia chủ hay ngươi ra mặt để nàng đến hầu hạ ta ta thề doãn kỳ không nhịn được nữa lửa giận bùng lên nàng lập tức vung kiếm lao ra ngoài ta chém chết ngươi đồ cặn bã doãn kỳ bất ngờ từ hậu viện lao ra khiến đoan mộc quần và đám người kia hoảng hốt Thầy doãn kỳ ô kiệt không nhận ra sự nghiêm trọng còn cười ha hả hóa ra là ở đây sao nghe ta nói xong không thể chờ được muốn đến hầu hạ ta à chết đi doãn kỳ càng thêm giận dữ hét lớn dơ cao thanh kiếm kiếm ý bùng nổ ánh sáng từ thanh kiếm tỏa ra mãnh liệt khi thế đang sợ bao trùm ô kiệt lúc này mới nhận ra doãn kỳ đang định ra tay với hắn không khỏi khinh thường hô lên to gan ngươi dám đối với ta nhưng đoan mộc quần bên cạnh đã hét lớn tránh ra kiếm quang rơi xuống kiếm ý bùng nổ khu vực xung quanh nổ tung biến thành mảnh vụn sức mạnh khổng lồ khiến mặt đất nứt toác như thể có trận động đất linh khí xung quanh chấn động lan tỏa ra bên ngoài nhan hồng vũ mặt tái đi nghĩ không hay rồi vì giận dữ doãn kỳ đã gần như ra tay toàn lực sức mạnh từ cảnh giới nguyên anh hậu kỳ tầng 9 bùng nổ có thể hủy diệt cả thành trì này. Ở hoàng thành, tập trung rất nhiều cao thủ, hóa thần cũng không ít, chọc giận hóa thần, tất cả đều không yên, Nhan Hồng Vũ định hét lên ngăn lại, nhưng phát hiện sức mạnh bùng nổ của Doãn Kỳ như bị một cái gì đó chặn lại, không lan tỏa ra ngoài, Nhan Hồng Vũ tròn mắt kinh ngạc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa kịp hiểu rõ, tiếng hét thảm của Ô Kiệt vang lên, nàng nhìn lại thấy Ô Kiệt ngạo mạn đã tan biến trong kiếm quang khổng lồ một đòn của doãn kỳ đã đánh tan thân thể của ô kiệt nguyên anh của hắn từ trong cơ thể bị phá hủy vội vàng bay ra nhưng một bóng đen từ bên cạnh bay tới lập tức nuốt chửng nguyên anh của ô kiệt nguyên anh hậu kỳ tầng 9, nhan hồng vũ đoan mộc quần và nhạc hòa phong mở to mắt họ không ngờ thực lực của doãn kỳ lại khủng khiếp như vậy mạnh hơn họ rất nhiều một kiếm giết chết ô kiệt doãn kỳ mang đầy sắc khí nhìn đoan mộc quần và nhạc hòa phong như muốn giết luôn họ thậm chí doãn kỳ còn liếc nhìn nhan hồng vũ cũng muốn giết nốt ngươi ngươi đoan mộc quần và nhạc hòa phong gần như sợ hãi đến tẻ ra quần Nhân hồng vũ nhìn xác ô kiệt bị đánh tan mặt hiện lên nụ cười khổ rắc rối lớn rồi đã bảo phải rộng lượng một chút ngươi xem nóng nảy như vậy đã có người chết rồi làm sao đây lữ thiếu khanh từ từ bước ra từ hậu viện giọng điệu mang theo sự bất đắc dĩ tiểu hắc đứng trên vai lữ thiếu khanh miệng chóp chép ánh mắt sáng rực nhìn đoan mộc quần và nhạc hòa phong đoan mộc quần và nhạc hòa phong thấy lữ thiếu khanh xuất hiện kinh hãi nhưng vì lữ thiếu khanh trông có vẻ dễ nói chuyện hơn đoan mộc quần gượng gạo ngươi các ngươi là ai các ngươi có biết đã gây ra tai họa lớn không lữ thiếu khanh nghi ngờ hỏi đoan mộc quần ngươi không nhận ra ta sao đoan mộc quần hừ một tiếng ta và ngươi không thủ không oán ngươi lại ra tay giết người của ta chuyện này ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích lữ thiếu khanh hài lòng xem ra đoan mộc ra không biết hắn thật là may mắn rất tốt rất tốt đoan mộc quần và nhạc hòa phong giận dữ lửa giận bùng lên giết người của ta còn nói rất tốt hai người tức giận lại thấy lữ thiếu khanh trông không đáng sợ như doãn kỳ nên nghĩ hắn dễ nói chuyện ngay lập tức Đoan Mộc Quần chỉ vào Lữ Thiếu Khanh quát lớn, buộc cho hắn cái tội lớn, ngươi muốn đối đầu với Liên Minh Đông Châu sao? Ta thấy ngươi là gián điệp của ma tộc, cố ý phá hoại Liên Minh Đông Châu. Nhạc Hoa Phong cũng phụ họa, Liên Minh Đông Châu chúng ta liên kết hơn trăm thế lực, chỉ riêng Hóa Thần cũng không dưới 10 người, ngươi muốn đối đầu với chúng ta sao? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, những năm qua tiến bộ nhanh chóng, dù số lượng Hóa Thần tăng lên, nhưng bản chất vẫn là đồ bỏ đi, đối với lời nói của Đoan Mộc Quần và Nhạc Hoa Phong, Lữ Thiếu Khanh không thèm để ý, sao? Định hù dọa ta à? Định hù dọa ta doãn kỳ vung vẩy cự kiếm để ta giết luôn hai tên này người cùng loại chắc chắn cũng không tốt đẹp gì đoan mộc quần và nhạc hòa phong hoảng sợ ngươi ngươi dám lữ thiếu khanh hừ một tiếng có gì không dám đi giết bọn chúng đoan mộc quần và nhạc hòa phong cuối cùng cũng nhớ đến nhan hồng vũ vội vàng nói hồng vũ cô nương ngươi không thể để họ làm bậy ngươi cũng là một phần của liên minh đúng vậy giết chúng ta nhan gia sẽ đối đầu với liên minh ngươi dám không nhan hồng vũ nhìn lữ thiếu khanh lữ thiếu khanh cũng nhìn nàng thân sắc bình tĩnh ánh mắt sâu thẳm Nhan Hồng Vũ không hề do dự, gần như ngay lập tức, nàng đứng về phía Lữ Thiếu Khanh, "Được rồi, theo ý của Lữ công tử." Lữ Thiếu Khanh cười, "Ngươi không sợ?" Nhan Hồng Vũ lắc đầu, "Ta tin Lữ công tử." "Rất tốt." Lữ Thiếu Khanh nói, sau đó nhìn Đoan Mộc Quần và Nhạc Hòa Phong, hét lên, "Cướp! Cướp bóc!" Lữ Thiếu Khanh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Nhan Hồng Vũ thoáng chốc mơ màng, như thể trở về 20 năm trước. Đoan Mộc Quần và Nhạc Hòa Phong đều ngẩn người, "Cướp cái gì?" Thấy vẻ mặt ngơ ngác của hai người, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, "Không nghe thấy à?" cướp bóc nộp linh thạch của các ngươi ra sự quen thuộc trong lòng nhân hồng vũ càng mạnh mẽ hơn như thể chuyện này vừa mới xảy ra hôm qua đoan mộc quần và nhạc hòa phong suýt nghẹn chết cướp linh thạch đoan mộc quần tức giận hét lên với lữ thiếu khanh ngươi đừng quá đáng cướp chúng ta ngươi có biết chúng ta là ai không thấy hai người không nghe lời lữ thiếu khanh quay sang doãn kỳ nói này dạy dỗ bọn họ một trận đừng đánh chết là được doãn kỳ vui mừng lập tức vung cự kiếm lao về phía hai người đáng chết đoan mục quần và nhạc hòa phong vừa kinh ngạc vừa tức giận cả hai hét lớn thật sự nghĩ rằng có thể ăn hiếp chúng ta sao dù sao họ cũng là nguyên anh hai người lập tức bùng nổ sức mạnh chuẩn bị chiến đấu với doãn kỳ tuy nhiên dù hai người họ liên thủ cũng không thể là đối thủ của doãn kỳ khoảng cách giữa hai bên quá lớn họ không thể nào chống lại nàng ban đầu hai người còn có thể cầm cự nhưng sau mười mấy, mấy chiêu họ đã bị doãn kỳ áp đảo cuối cùng bị đánh đến phun máu liên tục thê thảm không chịu nổi sau khi bị đánh đến phun máu lữ thiếu khanh mỉm cười nói với hai người sao rồi bây giờ cho các ngươi hai lựa chọn một là bị sư muội ta chém chết hai là giao nộp linh thạch ta sẽ tha cho các người hai người lại nhìn về phía nhân hồng vũ nhạc hòa phong hét lên nhân hồng vũ ngươi thực sự muốn phản bội liên minh sao thương lôi tông sẽ không tha cho ngươi nhân hồng vũ đứng bên cạnh lữ thiếu khanh không nhúc nhích như thái độ kiên định của nàng vẫn trước sau như một nàng nhìn hai người trong tình trạng thê thảm không chút xúc động ta vẫn giữ nguyên lời nói mọi thứ nghe theo lữ công tử ý của lữ công tử cũng là ý của ta lữ thiếu khanh hài lòng hỏi nếu ta muốn giết họ thì sao nhân hồng vũ thậm chí không do dự quả quyết nói lữ công tử quyết định thế nào thì ta theo thế đó câu nói này khiến đoan mộc quần và nhạc hòa phong trong lòng gào thét có gian tình ánh mắt của lữ thiếu khanh càng thêm hài lòng nhan hồng vũ có thể tin tưởng hắn như vậy cũng là điều hiếm có thực tế đối với nhan hồng vũ so với liên minh này nàng càng tin tưởng lữ thiếu khanh hơn sự tin tưởng và ủng hộ của nhan hồng vũ dành cho lữ thiếu khanh khiến đoan mộc quần và nhạc hòa phong nghiến răng ken két đoan mộc quần nghiến răng nói với lữ thiếu khanh ngươi có biết chúng ta đại diện cho liên minh đông châu ngươi đang đối đầu với liên minh đông châu hiện tại thả chúng ta ra chuyện hôm nay chúng ta có thể coi như chưa từng xảy ra hắn còn đem hậu thuẫn của mình ra hù dọa giọng đầy ham dọa ngươi có biết thương lôi tông và đoan mộc ra có quan hệ thế nào không nói cho ngươi biết tốt nhất ngươi nên thả chúng ta ra nếu không thương lôi tông sẽ không tha cho người chưa nói hết câu một tiếng bốp vang lên tiếng bạt tai rõ ràng má phải của đoan mộc quần sưng lên nhanh chóng đe dọa ta lữ thiếu khanh cười lạnh sau đó liếc nhìn hai người hai người phun máu tươi bay ngược ra ngoài nặng nề ngã xuống đất lữ thiếu khanh thành thạo lột nhẫn chữ vật của hai người mở ra xem hắn khinh bỉ sâu sắc nói với nhân hồng vũ đi gửi tin cho gia chủ của bọn họ mỗi người một nghìn vạn linh thạch nếu không ta sẽ giết con tin nói xong hắn thở dài một hơi trầm giọng nói ta thật sự quá tốt bụng ngay cả nhân hồng vũ cũng thấy đầu đầy vạch đen bao nhiêu năm không gặp phong cách của công tử vẫn như xưa doãn kỳ bĩu môi chỉ vào lữ thiếu khanh nói ngươi xem ngươi nói ta phải rộng lượng lữ thiếu khanh ngửa mặt lên trời thở dài thế gian hiểu lầm ta quá nhiều ở hoàng thành học viên của học viện trung châu đã đến các đại lão của các thế lực đều đón tiếp nhiệt tình các vị khách quý từ trung châu đến thật là vinh dự cho chúng ta ta là các đại lão của các thế lực lần lượt giới thiệu mình cố gắng gây ấn tượng trước mặt các học viên sự nịnh nọt của các đại lão khiến các học viên rất hài lòng mọi người nâng cốc chúc mừng không khí rất náo nhiệt nhưng đúng lúc đó bỗng có hai đạo ánh sáng bay đến rơi vào tay hai người trong bữa tiệc mọi người không mấy ngạc nhiên đều là tu sĩ việc nhận được truyền tin là chuyện thường ngày tuy nhiên sau khi đọc xong hai người nhận được truyền tin sắc mặt trở nên vô cùng khó coi con trai của họ bị bắt cóc còn đòi tiền chuộc sao đùa gì chứ ở đông châu này còn ai dám động vào họ gia chủ đoan mộc gia cha của đoan mộc quần đoan mộc thanh và trưởng môn huyền minh phái cha của nhạc hòa phong là nhạc tật cả hai đều có cùng vẻ mặt tức giận sắc mặt xanh xám mắt lóe lên tia giận dữ cùng một nỗi khổ họ lập tức truyền âm cho nhau đoan mộc huynh nhạc huynh hai người trao đổi vài câu lập tức đoán ra được tình hình hừ nhan gia càng ngày càng to gan trong lòng đoan mộc thanh tràn đầy sát ý nhan gia có ngọc đỉnh phái đứng sau mà đoan mộc gia và ngọc đỉnh phái là kẻ thù không đội trời chung nhạc tật cười lạnh truyền âm nói hư nhiều khách quý như vậy tiểu nha đầu nhan hồng vũ không đến đón cũng được lại dám làm chuyện hèn hạ như vậy phải để mọi người phán xét hai người đều là cáo già vài câu đơn giản đã hiểu rõ phải làm gì tiếp theo đoan mộc thanh đứng dậy thu hút sự chú ý của không ít người đoan mộc thanh chắp tay với mấy người ở không xa thương công tử mị phi cô nương xin thứ lỗi ta không thể tiếp tục ở lại nhạc tật cũng đứng dậy chắp tay tỏ ý xin lỗi thật sự xin lỗi con trai ta gặp phải rắc rối, phải đi xử lý ngay. Lập tức có người hỏi, sao vậy, hai vị, con trai các ngươi đều gặp rắc rối à, người hỏi là gia chủ ô gia, cha của ô kiệt, ô hùng. Hắn dâu ria sồm xoàm, giọng nói thô lỗ, nhiều khách quý như vậy, hai vị bỏ đi sao, chẳng lẽ hai đứa chúng nó gặp nguy hiểm gì sao. Và Mỹ Phi đến từ Trung Châu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đoan mộc thanh và nhạc tật biểu diễn, những đệ tử của các đại gia tộc này xem thường người từ các châu khác. Dù nhìn thấu đoan mộc thanh và nhạc tật định làm gì, nhưng họ không xen vào, chỉ cười lạnh, coi như đang xem kịch đoan mộc thanh cố tình thở dài lớn tiếng nói không còn cách nào khác con trai ta tìm nha gia chủ để khuyên nàng ra đón khách quý từ trung châu nhưng nàng quá kiêu ngạo không những không đến mà còn bắt giữ con trai ta quá đáng thật sự là quá đáng nhạc tật cũng lắc đầu con trai ta cũng bị như vậy đều bị nàng giữ lại ô hùng nhìn quanh vài lần không thấy con trai mình lòng thầm nghĩ đám này thường ở cùng nhau sao lần này không thấy con trai mình ừ có lẽ con trai mình thông minh không bị giữ lại ha à, con trai của các ngươi đúng là đồ ngốc ô hùng đắc ý rồi nói Tiểu nha đầu nhân hồng vũ lúc nào to gan như vậy, chẳng lẽ là vì cái mặt trắng kia? Đúng vậy, chính là nhân hồng vũ. Đoan mộc thanh lớn tiếng nói, nàng vì tên mặt trắng đó mà không đón khách quý từ Trung Châu, không coi khách quý ra gì. Dù Đoan mộc thanh nói lớn đến đâu, cũng không làm cho Ngao Thương và Mỹ Phi có phản ứng gì, họ vẫn cười lạnh. Thấy Ngao Thương và Mị Phi như vậy, trong lòng Đoan mộc thanh dâng lên một cảm giác thất bại, rất buồn bực, làm thế nào cũng không thể thu hút sự quan tâm của họ. Chẳng lẽ họ thực sự không quan tâm đến chuyện này? Khi Đoan mộc thanh còn đang buồn bực, bỗng một giọng nói vang lên nhan hồng vũ thực ra vì yến châu là nơi ma tộc tấn công chủ yếu tập trung nhiều cao thủ ma tộc nên học viện trung châu phần lớn đều đến yến châu đặc biệt là cảnh giới hóa thần đều được phái đến yến châu đến đông châu chủ yếu là cảnh giới nguyên anh đệ tử đích truyền của năm nhà ba phái như ngao thương mỹ phi đến tiêu y và quản đại Ngưu cũng đến nhưng thực ra hai bên có mâu thuẫn ngao thương và mỹ phi không thèm để ý đến tiêu y càng không giới thiệu thân phận của tiêu y dù có quản đại nghiêu là đệ tử đích truyền của thiên cơ các giờ tiêu y lên tiếng đoan mộc thanh cũng lập tức đáp đúng vậy đúng là nhân hồng vũ nàng ở đâu đưa ta đi gặp nàng quản đại nghiêu bên cạnh thấp giọng hỏi tiêu y ngươi biết nàng à tiêu y vuốt đầu đại bạch giọng không chắc chắn mạnh tiểu tỷ có nhắc đến người này nhưng ta cũng không chắc chắn có phải nàng không đi gặp thử xem sao tiêu y quản đại nghiêu và phương hiểu cùng đến đây họ giữ phong cách khiêm tốn không định gây rối người từng tiếp xúc và đồng hành với hai sư huynh của mình trong mắt tiêu y cũng coi như người cùng phe nghe đoan mộc thanh có vẻ muốn gây sự với nhân hồng vũ nàng không thể không ra mặt tuy nhiên lúc này ngao thương cũng bỗng lên tiếng thú vị ngao thương nhìn tiêu y với nụ cười hỏi ngươi quen biết liên quan gì đến ngươi tiêu y không hề giữ lại chút mặt mũi nào cho ngao thương mỹ phi cũng lên tiếng nghe các ngươi nói như vậy cô nàng tên nhân hồng vũ đó không coi chúng ta ra gì ta muốn xem thử nàng là người như thế nào trong lòng đoan mộc thanh vô cùng vui mừng cuối cùng họ cũng lên tiếng hắn vội nói đúng vậy nàng không coi các vị ra gì thật quá kiêu ngạo kiêu ngạo ngao thương tỏ ra tức giận lạnh lùng nói hiện giờ tình thế nguy cấp mà còn có người muốn phá hoại đoàn kết kẻ thù trước mắt vậy mà vì một tên mặt trắng mà từ bỏ liên minh hành vi này không thể kéo dài dám làm chậm trễ việc đối phó ma tộc phải trừng phạt nghiêm khắc nhạc tật vui mừng nói đúng vậy nàng ta thực sự quá kiêu ngạo không chỉ giữ con trai chúng ta mà còn đòi mỗi người một ngàn vạn linh thạch làm tiền trục mới thả người vừa dứt lời một tiếng động lớn vang lên làm mọi người giật mình mọi người nhìn về phía tiếng động thấy ngao thương đập nát bàn trước mặt sắc mặt đỏ bừng vẻ mặt dữ tợn nghiến răng nói quá đáng hành vi này quá kiêu ngạo người và thần đều phẫn nộ mọi người xì si xào bàn tán người đông châu chân thành cảm thán xem ra ngao công tử rất căm ghét hành vi này không hổ là người trung châu phẩm chất đạo đức không chê vào đâu được đúng vậy ngao thương công tử đến đây là vinh dự cho đông châu nhan hồng vũ hành động như vậy là tự tìm đường chết các học viên trung châu cũng có người cảm thán ngao thương sư huynh rất tức giận có vẻ như thật sự ghét bỏ hành vi này chẳng lẽ hắn muốn đứng ra bảo vệ công lý cho người đông châu hừ nhưng cũng có người cười lạnh hiểu rõ nguyên nhân hắn tức giận như vậy là vì những gì đã trải qua trước đây bên cạnh tiêu y quản đại nghiêu cười nhạo hành động của ngao thương kỷ niệm sâu sắc từ trước kia sau đó lẩm bẩm sao lại cảm thấy quen thuộc chẳng lẽ hắn đến đây tiêu y khẳng định không đâu nhị sư huynh sẽ không đến đây doãn kỳ sư tỷ đã viết trong thư rằng nhị sư huynh đã ở nhà nhiều năm không ra ngoài phương hiểu cười cười nhìn quản đại nghiêu nói ngươi cảm thấy quen thuộc có lẽ là học theo lữ công tử quản đại nghiêu đau lòng đập bàn tiếc núi đạo đức suy đổi đạo đức suy đổi theo hắn đều học xấu vậy ngươi thì sao ngươi cũng đã ở cùng nhị sư huynh của ta tiêu y không hài lòng chừng mắt nhìn quản đại nghiêu đừng nói xấu nhị sư huynh của ta coi chừng bị đánh quản đại nghiêu cười hì hì mặt mũi đầy thịt rung lên ta kiên định bản tâm hắn không làm hỏng được ta hơn nữa hắn bây giờ muốn đánh ta cũng không có cơ hội chẳng lẽ hắn có thể xuất hiện trước mặt ta sau đó như để khoe khoang hơn nữa để phòng hắn sử dụng cảnh giới bắt nạt ta ta đã học một môn công pháp tốc độ tăng gấp 3 lần không tin hắn bắt được ta, hi hi, nói vậy ta còn muốn gặp hắn. Ngo thương đập bàn tức giận, Mỹ Phi cũng cam phẫn, nàng cũng có ký ức không tốt, đúng vậy, hành vi này phải ngăn chặn, ta nhất định sẽ quản việc này, đây là giới tu hành có đạo lý. Trong giới tu hành tuyệt đối không cho phép hành vi tồi tệ như vậy xảy ra, Ngo thương nói đầy chính nghĩa, rồi quay sang đoàn mộc thanh, dẫn ta đến xem, rốt cuộc là kẻ nào dám kiêu ngạo như vậy. Nhóm tiêu y tất nhiên theo sau, Mỹ Phi chừng mắt nhìn tiêu y, đây là bạn của người. Dù sao cũng không phải là bạn của ngươi, đồ bà già nàng cười lạnh một tiếng nói với tiêu y hừ cho dù là bạn của ngươi lần này phạm sai lầm lớn ngươi cũng không cứu được nàng sao muốn đánh nhau à tiêu y hung hăng nhìn mỹ phi đánh một trận rồi ngươi hãy nói những lời đó thô lỗ mỹ phi khinh bỉ vội vàng chạy lên trước đánh nhau dù cùng cảnh giới cũng không đánh lại tiêu y mỹ phi ngu ngốc mới dám đồng ý đám người rầm rộ kéo thẳng đến chỗ ở của nhân hồng vũ ngay cả những hóa thần trong bóng tối cũng bắt đầu chú ý mấy vị hóa thần âm thầm trao đổi ừ tiểu nha đầu nhan ra gặp nạn rồi hóa thần của ngọc đỉnh phái không đến ai có thể bảo vệ nàng nhan gia đáng lẽ phải biến mất từ hơn 20 năm trước rồi một hóa thần có quan hệ tốt với thương lôi tông cười nói chỉ sợ có người ngăn cản cam hạo nam lạnh lùng cười giọng nói lộ vẻ độc ác hôm nay nhan gia phải chết đây là lời ta nói ai đến cũng vô dụng trong thành một đoàn người đông đúc kéo nhau đến nơi nhan hồng vũ trú ngụ những người khác trong thành cũng nghe tin mà kéo đến xem náo nhiệt có thể nói toàn bộ hoàng thành đều nhốn nháo tới nơi nhan hồng vũ ở đoan mộc thanh lớn tiếng gọi nhan gia chủ mời ngươi ra đây chuyện hôm nay ngươi phải cho chúng ta một lời giải thích. Nhan Hồng Vũ bước ra, không có ai đi cùng, người khác trong nhan ra đi theo cũng không có ích gì. Thấy Nhan Hồng Vũ bước ra, nhạc tật chỉ vào nàng mà nói, Nhan Hồng Vũ, hôm nay ngươi quá đáng rồi. Ô Hùng thì cười lạnh, cô ý lớn tiếng, sao, vui vẻ với tiểu bạch kiểm trong đó xong, giờ mới chịu già à. Nhan Hồng Vũ nhìn thấy đông người như vậy, trong lòng không khỏi lo lắng, nàng quét mắt nhìn mọi người, nói, các vị đến đây, có việc gì sao. Ô Hùng bước lên một bước, như một tiên phong, chỉ vào Nhan Hồng Vũ lớn tiếng, bớt giả bộ đi ngươi và tiểu bạch kiểm của ngươi đã đến mức lú lẫn rồi sao hành động của ngươi đã khiến mọi người phẫn nộ hôm nay các vị quý khách từ trung châu cũng không thể chịu nổi hành vi của ngươi họ đến để đòi lại công bằng cho đoan mộc huynh lập tức nổi giận ánh mắt của nha đầu này có ý gì ngươi nhìn cái gì nhan hồng vũ mỉm cười không trả lời ô hùng ngược lại hỏi đoan mộc thanh và nhạc tật hai người đã mang linh thạch đến chưa ngông cuồng kiêu ngạo không chỉ đoan mục thanh và nhạc tật nổi giận mà cả ngao thương và mỹ phi cũng tức giận ngao thương hừ lạnh một tiếng giọng nói như sóng xung kích lao thẳng về phía Nhân hồng vũ Nhân hồng vũ không ngờ ngao thương sẽ đột nhiên ra tay sức mạnh mạnh mẽ ùa tới nàng không kịp phòng bị không khỏi hự lên một tiếng chịu một đòn đau ngao thương thấy vậy trong lòng cười lạnh chút bản lĩnh này cũng đòi học người khác đi cướp bóc hắn lạnh lùng nói không coi chúng ta ra gì cũng chính là không coi tất cả người trung châu ra gì nàng cô nén nỗi lo trong lòng giữ vẻ bình tĩnh vị công tử này ta không có ý khinh thường người trung châu chỉ là ngao thương vung tay cắt ngang lời nhân hồng vũ đừng ngụy biện nữa đưa hai công tử ra đây quỳ xuống xin lỗi ta sẽ không tính toán với người sắc mặt nhân hồng vũ lập tức trở nên vô cùng khó coi điều này chẳng khác gì giết nàng nàng nghiến răng giận dữ nói người trung châu các ngươi đều quá đáng như vậy sao quá đáng có quá đáng bằng những gì ngươi làm không mỹ phi cười lạnh từ từ tiến lên tạo áp lực lớn cho nhân hồng vũ tống tiền chính ngươi mới là quá đáng dưới sự uy hiếp từ hai người ngao thương và mỹ phi nhân hồng vũ đã có phần không chống đỡ nổi Áp lực khổng lồ khiến sắc mặt nàng trắng bệch, trông thật đáng thương. Lúc này, Tiêu Y cuối cùng cũng lên tiếng, nàng bước ra, "Sao? Các ngươi nhiều người như vậy bắt nạt một mình nàng thì thấy hay ho lắm à?" Ngo Thương lạnh lùng nói, "Ngươi đừng có gây rối, đây là chuyện của Đông Châu, chưa đến lượt một người từ Tề Châu như ngươi can thiệp." Tiêu Y mỉm cười với Nhân Hồng Vũ, lớn tiếng nói, "Ngươi, một người Trung Châu muốn bắt nạt người Đông Châu à? Có phải người Trung Châu các ngươi ghê gớm lắm không? Đi đâu cũng muốn người địa phương cúi đầu khom lưng, làm chó của các ngươi à?" tiêu y không bao giờ thua kém trong trò đấu khẩu một câu đã khiến ngao thương biến sắc đoan mộc thanh và những người khác không hổ là cáo già thấy tình hình xung quanh có chút không ổn lập tức lên tiếng cười ha hả nói với nhan hồng vũ nhan gia chủ ta biết ngươi là người tử tế ngươi cũng sẽ không làm ra hành động đê tiện như vậy ta đoán là vị khách quý của ngươi làm đúng không hay là ngươi giao hắn ra để chúng ta xử lý xong chuyện này coi như bỏ qua thế nào ngao thương và mị phi liếc nhau đồng loạt bước lên giao người ra nếu không chúng ta sẽ không khách khí sắc mặt nhan hồng vũ thay đổi áp lực tăng vọt, nhân hồng vũ mặt tái nhợt, thở khó khăn. Nàng cảm thấy mình như đang đứng trên bờ vực, bị ép phải nhảy xuống bất cứ lúc nào. Ngay khi nhân hồng vũ sắp bị áp lực lớn đè bẹp, tiêu y lại lên tiếng: thô lỗ, có ta ở đây, các ngươi đừng hòng bắt nạt nàng. Sau đó, nàng mỉm cười với nhân hồng vũ và nói: đừng lo, họ muốn bắt nạt ngươi, phải qua được ta trước. Tiêu y đứng ra giúp đỡ lúc này khiến lòng nhân hồng vũ tràn đầy cảm kích. Mỹ phi mặt mày âm u, tiêu y, ngươi đừng quá đáng, ngươi thực sự muốn bảo vệ nàng, nàng vốn là thành viên của liên minh. Bây giờ lại chống đối liên minh, gây ra nội loạn, phá hoại sự đoàn kết, không xử lý nàng, làm sao khiến mọi người cam tâm đối phó với ma tộc. Ngo Thương cũng lạnh lùng phụ họa, mục tiêu bắt đầu nhắm vào Tiêu Y, ngươi là học viên của học viện, đến đây là để đối phó với ma tộc, không phải để thiên vị bạn bè, ngươi chẳng lẽ muốn phá hoại liên minh Đông Châu, giảm áp lực cho ma tộc sao? Đừng có mà đội mũ bừa bãi, đối diện ánh mắt của mọi người, Tiêu Y không hề sợ hãi, ngươi muốn làm gì, ta sẵn sàng đối phó, đánh nhau hay cãi nhau đều được, các ngươi đã hỏi nàng tại sao làm như vậy chưa? chưa nói rõ đầu đuôi đã đội mũ các ngươi thả đội luôn mũ gian tế ma tộc cho nàng đi mỹ phi quát lên tiêu y ngươi thật sự muốn vì nàng mà đối đầu với người đông châu đoan mộc thanh và những người khác nhìn cảnh này trong lòng đầy lo lắng nha đầu này là ai dám đối đầu với năm nhà ba phái chẳng lẽ họ đã kết giao sai người đối diện với câu hỏi của mỹ phi tiêu y thản nhiên đứng trước nhan hồng vũ đối mặt với mọi người hôm nay ta sẽ đứng đây ta muốn xem ai dám làm khó nàng đoan mộc thanh và những người khác lo lắng không yên sợ rằng tiêu y có lai lịch gì đó nên tạm thời không dám nói lúc này ngao thương lại cười nham hiểm như một thợ săn gian xảo hắn cố tình nói lớn tiêu y đây là chuyện của người đông châu người tây châu ngươi xen vào làm gì sư huynh của ngươi không ở đây không đến lượt ngươi hoành hành ngươi có nghĩ rằng làm như vậy sẽ làm mất mặt sư huynh của ngươi không ngay cả khi sư huynh của ngươi ở đây hắn cũng sẽ không làm như vậy nhạc tật lập tức lên tiếng tiểu cô nương chuyện của đông châu ngươi không nên xen vào ô hùng càng lớn tiếng hơn đây là chuyện của liên minh chúng ta ngươi nên đứng ngoài mà xem tiểu cô nương muốn học người ta làm việc tốt cẩn thận kẻo tự làm khổ mình Mị Phi quát lên, còn nói nhiều với nàng làm gì, cách ly nàng ra, chúng ta đi bắt người, không thể để ai phá hoại kế hoạch chống ma tộc. Ngo Thương cũng đồng tình, nói với Đoan Mộc Thanh và những người khác, ra tay thôi. Đoan Mộc Thanh và những người khác có ý định ra tay, nhưng Tiêu Y lại lạnh lùng hừ một tiếng, khí tức trên người bùng phát, nguyên anh hậu kỳ, cảnh giới tầng 9. Đoan Mộc Thanh và những người khác suýt cắn đứt lưỡi, đồng thời không khỏi khâm phục, không hổ là học viên của học viện Trung Châu, trẻ tuổi như vậy đã mạnh mẽ như thế. Lúc này, Quản Đại Ngưu và Phương Hiểu bước ra, đứng bên cạnh Tiêu Y, quản đại Ngưu có tu vi nguyên anh tầng 8, phương hiểu có tu vi nguyên anh tầng 5. lần này đoan mộc thanh và những người khác càng không dám ra tay thực lực không đủ đánh không lại thế là họ nhìn về phía ngao thương mỹ phi và những người khác nhưng thấy ngao thương và mỹ phi cau mày đoan mộc thanh và những người khác thầm kêu lên trong lòng các ngươi cũng không đánh lại muốn chúng ta ra tay tiêu y hừ một tiếng ánh mắt quét qua toàn trường khi thế kinh người không ai dám tới sao ngao thương mỹ phi các ngươi kêu gào ghê lắm muốn đứng ra làm chủ tới đây ta một mình đấu với hai người ngay lúc đoàn mộc thanh và những người khác đang khó xử một giọng nói bình thản vang lên như nói bên tai mọi người tiểu nha đầu ngươi quá rồi mọi người đều kinh ngạc lập tức quay đầu tìm kiếm người vừa lên tiếng trong khi đó đoàn mộc thanh thì vui mừng khôn xiết hô lớn cam trưởng lão mọi người đều sửng sốt thậm chí có người còn thốt lên cam hạo nam là cam hạo nam minh chủ của liên minh thuộc thương lôi tông hóa thần thương lôi tông là minh chủ của liên minh dù trưởng môn không đến thì hắn chính là minh chủ thực sự đúng vậy sau khi biết thương lôi tông là minh chủ tiền bối ung y của ngọc đỉnh phái không đến nữa hắn đã là hóa thần hậu kỳ cảnh giới tầng 7, hắn lên tiếng ai dám không nghe nhan gia cũng thật to gan chỗ dựa của họ không có ở đây mà còn dám ngang ngược như vậy ai cho họ dũng khí nhan gia thật xui xẻo ngọc đỉnh phái không đến mà họ còn dám đến đây nhưng họ có thể không đến sao không đến thì lại càng có cớ để xử lý họ nhưng bây giờ cũng thế rồi người trung châu đều muốn nhắm vào họ nhan gia coi như xong tiêu y cũng cảm nhận được áp lực nhưng không phải từ thân phận đối phương mà từ thực lực nhưng nàng cũng không sợ vì đã từng chứng kiến sư huynh của mình làm thế nào để bắt nạt hóa thần khiến nàng nghĩ hóa thần cũng chẳng có gì đáng ngại nên trong lòng không chút e sợ nàng hư một tiếng nhìn lên trời sao nhỏ không đủ phải gọi lớn ra nghe giọng điệu của cam hạo nam là biết không có ý tốt tiêu y không khách khí trực tiếp chửi thẳng ra mà không chết chỉ biết bắt nạt trong nhà thì có gì anh hùng dám đi đối phó ma tộc không nhiều người bắt nạt một tiểu nha đầu ngươi cũng không thấy xấu hổ sao có mặt mũi không Cam Hạo Nam bị mắng đến nỗi lòng tràn đầy tức giận, hư lạnh một tiếng, hắn không xuất hiện, nhưng một luồng áp lực mạnh mẽ tràn ngập trên không. Mọi người đều run rẩy, Cam Hạo Nam chủ yếu nhắm vào Tiêu Y, một luồng sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp đâm thẳng vào ba người Tiêu Y. Người yếu nhất là Phương Hiểu phun một ngụm máu tươi, Tiêu Y và quản đại Ngưu thì mặt trắng bệch, hừ một tiếng, một ngụm máu tươi trào lên cổ họng. Cam Hạo Nam chỉ hơi trừng phạt nhẹ Tiêu Y, tâm trạng tốt lên nhiều, giọng hắn lại vang lên, chỉ có chút khả năng này mà cũng dám ra ngoài học đòi làm việc bao đồng, đây là chuyện của liên minh chúng ta, Ngươi là người ngoài xen vào làm gì? Người nhà ngươi không dạy ngươi lễ phép, đây chỉ là một bài học nhỏ. Biết điều thì mau lùi ra, nếu không sẽ hối hận. Hóa thần của Đông Châu đã ra tay, thấy Tiêu Y chịu thiệt, Ngao Thương và Mị Phi trong lòng vui sướng vô cùng. Mị Phi cười dạng dỡ, cố ý nói: Tiêu Y, đây không phải là học viện Trung Châu, cũng không phải là Tề Châu, đây là Đông Châu, không phải chỗ ngươi có thể làm càn. Bình thường ngươi hành xử ngông cuồng, giờ thì gặp phải đối thủ mạnh rồi chứ, mau nghe lời mà lùi ra. Đây không phải là nơi ngươi có thể làm càn, sư huynh của ngươi không có ở đây. Không ai sẽ chịu trụng ngươi, ngươi thực sự nghĩ rằng thế giới này đều xoay quanh ngươi sao? Quản đại ngưu cũng không nhịn được khuyên Tiêu Y, đừng đối đầu với Hóa Thần. Tiêu Y lau vết máu nơi khóe miệng, lạnh lùng cười, vẫn không sợ hãi, không phải chỉ là một Hóa Thần thôi sao, ngươi sợ cái gì? Hai sư huynh của ta giết Hóa Thần như giết gà, Hóa Thần có gì đáng sợ. Ngông cuồng, Đoan Mộc Thanh và những người khác không nhịn được, chỉ một Hóa Thần mà ngươi dám nói vậy. Mỹ Phi cười lạnh, không biết trời cao đất rộng, Tiêu Y, ngươi có biết Hóa Thần lợi hại như thế nào không? Ngao Thương thì cười nham hiểm, vậy sao chỉ là một hóa thần nếu vậy thì đừng lùi bước ngao thương mong muốn cam hạo nam sẽ dạy dỗ tiêu y một bài học bọn họ đã chịu đựng tiêu y lâu rồi đánh không lại mắng không lại nhìn từ xa chỉ có thể tránh đường cam hạo nam cũng bị lời của tiêu y làm cho tức giận cười vì giận ha ha tốt tốt lắm chỉ là một hóa thần không biết trời cao đất rộng xem ra ngươi không thấy quan tài không rơi lệ để ta thay người nhà ngươi dạy dỗ ngươi sau đó không khí tràn ngập luồng sóng mạnh mẽ một lần nữa khiến hoàng thành cảm nhận áp lực nặng nề với thực lực của cam hạo nam ra tay hoàn toàn có thể làm cho thần không biết quỷ không hay phát ra luồng sóng là cố ý để tăng áp lực cho tiêu y cảm nhận luồng sóng khủng khiếp từ khâu trung truyền đến không ít người lắc đầu cam tiền bối ra tay không ai đỡ nổi đúng vậy thực lực của tiền bối mạnh mẽ thế nào ai có thể đối phó được hắn nha đầu này không biết trời cao đất dày muốn làm anh hùng cũng phải xem lại thực lực của mình he he bị chiều hư rồi cuối cùng cũng có người dạy dỗ nàng một người ngoài cũng dám xen vào chuyện của đông châu chúng ta không biết sống chết ngao thương và mỹ phi liếc nhìn nhau đều thấy vẻ hân hoan trong mắt đối phương người của ngao gia và mị gia bên cạnh họ cũng vui mừng khôn xiết, mặt mày dạng dỡ, như sắp ăn tết. Cuối cùng cũng có người sẽ dạy dỗ nha đầu đáng ghét này. Luồng sóng trong không trung ngày càng mạnh, ba người tiêu y đều cảm thấy tê ra đầu, ngay cả đại bạch cũng gầm lên một tiếng, biến thành một con hổ trắng khổng lồ chắn trước mặt tiêu y. Không biết lượng sức, giọng của cam hạo nam vang lên, luồng sóng khủng khiếp đạt đến đỉnh điểm rồi đột nhiên biến mất. Mọi người kinh ngạc, sắp ra tay rồi sao? Tiếp theo, một bóng người từ trên trời rơi xuống, phịch một tiếng, rơi trước mặt tiêu y, cam, cam trưởng lão tiếp theo một giọng nói lười biếng vang lên người ngu xuẩn nhà ta không cần ngươi dạy lễ phép ta dạy cũng đủ tốt rồi ngay sau đó một thanh niên mặc áo xanh toát ra khí chất lười biếng từ từ bước ra xuất hiện trước mặt mọi người mọi người bàn tán xôn xao ai vậy đây là ai nhìn mặt đã thấy ngứa tay tuy nhiên cũng có nữ tu sĩ mặt đỏ lên ta cảm thấy hắn khá đẹp trai mà đúng vậy so với nhiều người khác thì hắn đẹp trai hơn nhiều không hiểu tại sao ta thấy hắn có một sức hút đặc biệt không được ta phải làm quen với hắn tiêu y nghe thấy giọng nói quen thuộc quay đầu lại, mắt lập tức đỏ hoe, nhị, nhị sư huynh, tiêu y muốn khóc. Quả nhiên là nhị sư huynh của mình đáng tin cậy nhất, mỗi khi có người bắt nạt mình, nhị sư huynh luôn xuất hiện kịp thời. Lữ thiếu khanh thì gõ nhẹ lên đầu nàng, mắng, bao nhiêu năm rồi, mà vẫn chỉ ở nguyên anh kỳ, đúng là ngốc mà. Thực ra, đột phá tiểu cảnh giới dễ dàng, nhưng đại cảnh giới lại không đơn giản như vậy, không phải ai cũng như Lữ thiếu khanh. Tiêu y ôm đầu, nở nụ cười nước mắt lương tròng, quen thuộc với giọng điệu và động tác này, tiểu hắc bay lên đầu tiêu y, nằm xuống một cách quen thuộc. Giống, đại bạch cũng lao đến biến thành một con mèo nhỏ cọ vào quần lữ thiếu khanh xa xa ngao thương và mị phi đều tái mặt ký ức nhiều năm trước lại hiện lên rõ ràng khiến lòng họ lạnh lẽo chân run rẩy tên khốn này chưa chết sao hắn không phải ở tề châu sao tại sao lại đến đông châu hắn định làm gì ngao thương và mị phi trong lòng gào thét đồng thời cả hai liếc nhau rất ăn ý muốn lặng lẽ rời đi nhưng chưa kịp đi giọng lữ thiếu khanh đã vang lên ê ngao thương mị phi hai người định đi đâu đấy gặp bạn cũ mà không chào hỏi một tiếng sao lo thương và mỹ phi cơ thể cứng đờ như bị trúng định thân chú khó mà nhúc nhích khi hai người không biết phải làm sao một tiếng gầm giận dữ vang lên ngươi đáng chết ta phải giết ngươi cam hạo nam từ dưới đất bật dậy tức giận như một con sư tử già râu tóc đều dựng đứng từng sợi râu phát ra ngọn lửa phẫn nộ vô tận cam hạo nam thân hình cao lớn mặc dù mặc quần áo nhưng cơ bắp bên dưới rõ ràng cho thấy cơ thể này chứa đựng sức mạnh vô cùng cam hạo nam hoàn toàn không biết mình từ trên trời rơi xuống thế nào nhưng có thể khẳng định là nếu không giết được lữ thiếu khanh hắn không thể ở đông châu này mà sống tiếp Lửa giận thiêu đốt lý trí, hắn gầm lên một tiếng, khí tức trong người bùng phát không giữ lại chút nào, như một quả bom nổ tung. Những tu sĩ đứng gần đó đều phun máu bay ngược, nhiều người ngất đi. Trong mắt Cam Hạo Nam lóe lên sự hung dữ, phát ra khí tức nguy hiểm. Hắn đấm ra một quyền, linh lực cuộn trào, hóa thành một nắm đấm khổng lồ, mang theo sức mạnh kinh khủng, đập xuống Lữ Thiếu Khanh, quyền chưa tới, căn nhà sau lưng Lữ Thiếu Khanh, nơi Nhân Hồng Vũ đang ở đã sụp đổ. Những người trốn xa như Đoan Mộc Thanh đều tinh thần phấn chấn, đặc biệt là Đoan Mộc Thanh, hưng phấn hô lớn, đây là tuyệt chiêu của Cam trưởng lão liệt không quyền, hắn toàn lực ra tay, không ai đỡ nổi. ngao thương và mỹ phi trong lòng được an ủi phần nào, một quyền khủng khiếp như vậy, dù không giết được lữ thiếu khanh, nhưng cũng phải khiến hắn chịu khổ chút chứ. chịu khổ rồi, biết ở đây có người chấn áp được hắn, sẽ biết kiềm chế hơn chứ. đối diện với quyền lực mạnh mẽ của cam hạo nam, như muốn chấn áp tất cả, lữ thiếu khanh sắc mặt không đổi, mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, khiến người khác nhìn mà tức giận. chỉ thấy lữ thiếu khanh chậm rãi duỗi ra một ngón tay, đối diện với nắm đấm của cam hạo nam, tìm chết. vô số người nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi gào lên, đây là toàn lực tấn công của một hóa thần hậu kỳ, ngươi dám khinh thường như vậy, không phải là tìm chết thì là gì. Rất nhanh, nắm đấm của Cam Hạo Nam đã tới, mang theo sức mạnh kinh khủng đập mạnh xuống, bùm, hai luồng sức mạnh va chạm, phát ra một tiếng nổ lớn, đồng thời tạo ra một luồng khí mạnh mẽ, luồng khí biến thành sóng xung kích ầm ầm lan tỏa khắp xung quanh, liên tục phá hủy mọi thứ. Các tu sĩ lại biến sắc, vội vàng lùi lại, những tu sĩ chậm chân bị sóng xung kích quét qua, phun máu tươi, bị thương nặng. Những hóa thần ẩn nấp vội vàng ra tay ngăn chặn luồng sóng xung kích, nếu không chỉ riêng sóng xung kích này cũng đủ biến hoàng thành thành đống đổ nát sau khi mọi người ổn định ánh mắt lập tức dõi về phía hai người đang chiến đấu vừa nhìn mọi người đều sững sờ lữ thiếu khanh đứng nguyên tại chỗ hoàn toàn không bị thương thậm chí quần áo cũng không nhân chút nào cam hạo nam thì phun máu tươi bay ngược ra ngoài hoàn toàn bị phản chấn từ sức mạnh của mình mọi người nhìn lữ thiếu khanh thản nhiên đầu óc tê dại người này mạnh đến mức nào ngay cả hóa thần hậu kỳ như cam hạo nam cũng không phải đối thủ của hắn cam hạo nam bị thương không nặng chỉ bị phản chấn từ sức mạnh của mình phun vài ngụm máu hắn nhìn lữ thiếu khanh với ánh mắt nghi ngờ không chắc chắn ngươi chỉ một chiêu qua lại hắn không thể xác định chính xác thực lực của lữ thiếu khanh nhưng biết chắc chắn mình không phải đối thủ ngươi cái gì mà ngươi lữ thiếu khanh khoanh tay trả đũa chỉ có chút tài mọn mà cũng dám ra ngoài học đòi làm việc bao đồng nguyên văn trả lại câu nói này cho cam hạo nam mắt cam hạo nam lập tức đỏ rực lên ta phải giết ngươi